Trưởng khoa bảo vệ dẫn theo mấy người đến. Nhìn thấy Hạ Thanh Thanh ai nấy đều sững sờ. Trương lão đầu nói người gây chuyện hung dữ đáng sợ. Họ còn tưởng là mấy tên đàn ông thô kệch to xác. Không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Các vị lãnh đạo, tôi là chị họ của Tống Xuân Lan. Các anh hãy nhìn em họ tôi xem, bị người nhà họ Trương hành hạ gần chết rồi, bị đánh đến sảy thai, đã vậy cũng không cho dưỡng sức. Nếu để em họ tôi ở lại nhà họ Trương, cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Tôi bắt nhà họ Trương bồi thường tiền dinh dưỡng và viện phí, có sai không? Tôi bảo em họ ly hôn, thoát khỏi cái hố lửa nhà họ Trương. Các anh nói đúng hay không đúng? Hạ Thanh Thanh chỉ vào những vết thương chỉ trích trên người Tống Xuân Lan. Chất vấn khiến mọi người ở khoa bảo vệ đều im lặng. Tống Xuân Lan quả thực giống như lời Hạ Thanh Thanh nói. Chúng tôi lấy đâu ra 2.000 đồng? Nhà không có tiền. Trương lão đầu bắt đầu giở trò vô lại. Ý là ly hôn thì được. Không có tiền thì đi chết đi. Hạ Thanh Thanh lôi Trương Mẫu ra bờ sông, ném mụ ra xuống nước. Cứu mạng, tôi không biết bơi. Cứu mạng. Hạ Thanh Thanh nắm lấy tóc bà ta, nhấc đầu bà ta lên, rồi lại nhanh chóng nhấn xuống nước. Khi bà ta sắp ngạt thở, lại kéo lên. Cứu mạng. 2.000 đồng có không? Trương Mẫu giao dự. Nhà có thể lấy ra 1.600. Bà ta tích cóp để dưỡng già, bồi thường cho Tống Xuân Lan. Bà ta không nỡ. Hừ, Hạ Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, tàn nhẫn nhấn bà ta xuống nước. Trưởng khoa có cần báo cảnh sát không? Đợi thêm chút nữa, Thành trưởng nói. Không phải chuyện trời long đất lở. Tuyệt đối đừng làm kinh động cảnh sát, nông trường tự giải quyết. Để tránh ảnh hưởng đến danh hiệu nông trường mẫu mực. Hơn nữa, tôi thấy mục đích của Hạ Thanh Thanh chỉ là đòi tiền bồi thường, không đến nỗi gây ra án mạng. Hỏi lần nữa, có tiền không? Có tiền, nhà có 1.600. Lại xin nông trường ứng trước 400 đồng. Sau này trừ dần vào lương. Mau đi lấy tiền, rồi đi ly hôn. Trương Mẫu không dám chậm trễ, chạy về nhà lấy ra 1.600 đồng tiền mặt. Bà ta lại bảo Trương lão đầu đi tài vụ xin ứng trước lương. Lãnh đạo nông trường rất tốt, nói chuyện sảng khoái ký ngay. Con nói có thể cử xe trở đi làm giấy ly hôn, chính là để nhanh chóng đưa Hạ Thanh Thanh, vị Bồ Tát tối cao này đi. Có sự hỗ trợ hết mình của nông trường, thủ tục ly hôn của Tống Xuân Lan rất nhanh hoàn tất. Lại có 2.000 đồng tiền mặt. Người nhà họ Trương đều mặt mày u ám, ánh mắt đầy oán hận, định về tìm gì Tống Xuân Lan tính sổ. Hạ Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn cả nhà một cái, dự định vài ngày nữa sẽ đến lấy mạng chó của họ. Cảm ơn mọi người. Tống Xuân Lan đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng cô lại cảm thấy như đang mơ. Thật ra em nhỏ hơn chị, em không chịu nổi cảnh đàn ông ức hiếp phụ nữ, mới giả làm chị họ của chị. Chị đừng để bụng nhé. Không để bụng đâu, tôi còn phải cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, tôi thật sự đã bị nhà Trương Kiến Quốc đánh chết rồi. Là mọi người đã cứu tôi. Số tiền này mọi người cầm lấy đi, sau này còn cơ hội, bây giờ cơ thể chị yếu, cần tiền mua thực phẩm bổ dưỡng. Đi nào, chị tạm ở chỗ em trước đã. Làm phiền quá, tôi tìm nhà trọ ở là được rồi. Không phiền đâu, sau này có việc gì cứ tìm các anh. Có việc cứ tìm bọn anh, đảm bảo em hài lòng. Anh tên gì vậy? Cô gái, tôi tên Tiền Tiểu Cẩu. Tiền của đồng tiền, tiểu cẩu của tiếng chó sủa gâu gâu. Tôi hỏi tên thật của anh cơ. Chính là tên thật đó. Tiểu cẩu sinh ra chưa đầy 3 cân, dì tôi sợ nuôi không sống nổi, nên nhờ Tam Thái Công đặt tên. Tam Thái Công bảo đặt tên tiểu cẩu thì dễ nuôi sống. Tên hay đấy. Hạ Thanh Thanh cười cười, dẫn Tống Xuân Lan đi về. Tiền Lục Kim và Tiền Tiểu Cẩu đều rất lanh lợi. Sau này cô mở xưởng may mặc, có thể gọi họ đến làm. Thanh Thanh, đây là ai vậy? Chị họ xa của tôi, nửa năm trước lấy chồng ở nông trường Sao Đỏ. Chồng chị ấy còn thua cả súc vật, đánh chị ấy đến sảy thai, ngay cả thời gian dưỡng sức lại cũng không cho. Tôi mới biết chuyện gần đây, hôm nay đặc biệt đến đón người. Hạ Thanh Thanh tức giận kể lại những gì Tống Xuân Lan phải chịu đựng. Lưu Đại Gia và mọi người đều rất thông cảm. Tiểu Thanh và các chị em, sao số phận đều khổ thế nhỉ? Về đến nhà với Hạ Thanh Thanh, Tống Xuân Lan nằm trên chiếc giường sạch sẽ gọn gàng, có cảm giác không chân thực. Cô đã nghĩ đến tất cả họ hàng trong nhà, bọn họ đều không giúp cô mà một Hạ Thanh Thanh xa lạ lại giúp cô. Thanh Thanh, em không phải họ hàng của chị, sao lại giúp chị? Có lẽ là kiếp trước em nợ chị đó. Vừa nhìn thấy chị, em đã thấy rất thân thiết. Ăn trứng gà đường đỏ này đi, chị cứ yên tâm dưỡng thân cho khỏe. Em mở một cửa hàng may mặc, đang thiếu thợ may, khi nào chị khỏe lại thì đi làm. Hạ Thanh Thanh cố ý nói vậy, cô sợ Tống Xuân Lan không chịu yên tâm ở lại. Chị biết may vá, ngày mai là có thể đi làm rồi. Không vội, ăn xong ngủ một giấc đã. Hạ Thanh Thanh nhỏ nửa giọt thuốc an thần vào trứng gà đường đỏ. Tống Xuân Lan ăn xong rất nhanh đã thấy buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Chị Xuân Lan, cuộc sống sau này của chị sẽ ngày càng tốt hơn. Đến phòng khách,
Hạ Thanh Thanh kể với Tiêu Ánh Nguyệt về những gì Tống Xuân Lan trải qua. Tiêu Ánh Nguyệt tức điên lên. Chị Thanh Thanh sao không dẫn em đi cùng? Em đánh chết bọn súc sinh đó. Đánh chết rồi em cũng phải ngồi tù. Em phải học cách kiềm chế cơn giận của mình. Đi đạp máy may đi. Dạ được. Hạ Thanh Thanh đang nghĩ làm sao để giết chết cả nhà Trương Kiến Quốc và cả bà dì độc ác của Tống Xuân Lan nữa. Tốt nhất là khiến hai nhà này tàn sát lẫn nhau, cùng chết hết. Chị Thanh có chuyện gì giận dữ vậy? Tiền Lục Kim và đồng bọn mấy ngày gần đây theo Hạ Thanh Thanh kiếm được một khoản tiền, nhiều hơn hẳn so với trước kia lừa đảo bịp bợm. Kiếm nhiều mà không phạm pháp, họ quyết định bám chặt lấy đuôi Hạ Thanh Thanh. Biết đâu sau này còn được chính thức hóa. Anh giúp tôi tìm một người, trong vòng một tuần tìm được thì 100 đồng, quá một tuần thì 50 đồng thôi. Hạ Thanh Thanh không rảnh để tìm Trang Hồng Diệp. Cô phải đi xử lý nhà Trương Kiến Quốc và cả mấy con đàn bà đê tiện như dì Tống nữa. Cô muốn tự ra tay, chỉ có thể nhờ Tiền Lục Kim bọn họ tìm người. Chị Thanh chỉ cần người này ở hộ thành, đảm bảo trong vòng một tuần là tìm ra. Tiền Lục Kim lập tức phấn khích, 100 đồng cơ à. Anh ta và đám anh em vất vả mệt nhọc, lo lắng sợ hãi làm cả tháng cũng không kiếm được. Chắc chắn ở hộ thành, mà còn ở khu vực đường Hoa Khang, Phổ Tây. Cô gái tên Trang Hồng Diệp, 22 tuổi, cao khoảng 1m65, rất gầy, sắc mặt tái nhợt, rất xinh đẹp, không thích cười, không thích nói chuyện, không thích giao du với người khác, tính cách cô độc, thích một mình đi lang thang. Hạ Thanh Thanh tỉ mỉ kể về tình hình của Trang Hồng Diệp. Lý do chắc chắn ở khu vực đường Hoa Khang là vì kẻ thù của Trang Hồng Diệp sống ở đường Hoa Khang. Cô gái này một lòng muốn báo thù, chắc chắn sẽ theo sát kẻ thù. Chị Thanh cứ đợi tin tốt của tôi. Thật sự cho 100 đồng à? Phải tìm được trong vòng một tuần. Ngày mai bắt đầu tính. Bạn của tôi tính cách nhạy cảm. Các anh tìm được người rồi đừng kích động cô ấy. Báo cho tôi trước. Yên tâm, chắc chắn không kích động đâu. Tiền Lục Kim nghĩ thầm. Đây chính là thần tài của bọn họ. Nhất định phải cung kính, phải cung bái như Bồ Tát vậy. Chị Thanh, nhà Trương Kiến Quốc đó còn thua cả súc vật. Hành hạ chị Xuân Lan của chúng ta thảm như vậy. Có cần em và anh em đi dạy dỗ bọn chúng thêm một trận nữa không? Chuyện của chị ấy đã xong rồi. Nhiệm vụ chính của các anh bây giờ là tìm Trang Hồng Diệp. Hạ Thanh Thanh không đồng ý. Nhà Trương Kiến Quốc và dì Tống, cô ấy có sắp xếp khác rồi. Em bây giờ sẽ cho anh em đi tìm ngay. Thanh Thanh, lần trước đến nhà em có một cậu thanh niên rất đẹp trai, sao không đến nữa vậy? Ai cơ? Hạ Thanh Thanh cố tình giả vờ ngây thơ. Bọn họ chắc chắn đang định giới thiệu đối tượng mai mối. Cô không muốn dính liều đến chuyện này. Hôn nhân của tiểu thiếu gia nhà giàu đó, cô ta cũng không có tư cách xen vào. Chính là anh chàng lái xe mô tô đầu lâu ấy, đẹp trai hơn cả con gái. Tôi sống đến năm 60 tuổi rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy cậu thanh niên đẹp trai như vậy. Thanh Thanh, cậu ta làm nghề gì? Đã có người yêu chưa? Nhà cậu ta ở Kinh Thành, bố mẹ là cán bộ cấp cao, đã có hôn thê môn đăng hộ đối. Hạ Thanh Thanh cố ý nhấn mạnh môn đăng hộ đối, còn bịa ra cả một cô hôn thê trong nhà, để tránh mấy bà già này đeo bám dai dẳng. Tôi còn định giới thiệu cháu gái cho cậu ta. Đã có hôn thê thì thôi vậy. Cậu thanh niên đó cũng chẳng có gì hay, chiếc xe mô tô cậu ta chạy trông quái dị. Vẽ gì mà chẳng được, cứ khăng khăng vẽ mấy cái đầu lâu. Thật là khó chịu. Người tốt nhà ai lại đi vẽ đầu lâu lên xe chứ? Tính tình cậu thanh niên này chắc chắn kỳ quặc. Trước đây còn giành nhau, muốn giới thiệu đối tượng cho Tư Cẩn Nghi, giờ lập tức chê bai, chỉ ra hàng chục khuyết điểm của Tư Cẩn Nghi. Trong khi Tư Cẩn Nghi và mấy bà già còn chưa nói với nhau câu nào. Bát gia, giúp tôi ném tờ giấy nhỏ này đến nhà Trương Kiến Quốc. Được không? Tôi không rảnh. Tôi có hẹn rồi. Bát gia từ chối ngay. Tối nay ông ta có hẹn hò với Tiểu Hoàng Phi. Bánh ngọt này cho Tiểu Hoàng Phi yêu quý nhà ông ăn. Còn có sợi dây chuyền sáng nhất này, cũng xin biếu phi tử nhà ông. Được rồi, miễn cưỡng nhận lời cô vậy.